theo là phần tin hoạt động của Hội Người Mù huyện Ứng Hòa. Tin hội nghị sơ kết ngày 7 tháng 7. Hội Người Mù huyện Ứng Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Sáng ngày 7 tháng 7, 2021, tại Hội trường Dân vận huyện, Hội Người Mù huyện Ứng Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội nghị có sự tham dự của ông Vương Đăng Cầu, nguyên chủ tịch hội, cùng hơn 30 cán bộ hội viên là các chi hội trưởng và hội viên tiêu biểu. Trước những khó khăn thách thức chung của đất nước, đại dịch COVID-19 diễn ra vô cùng phức tạp, Hội Người Mù huyện Ứng Hòa tích cực chủ động triển khai những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của hội cấp trên, Ủy ban Nhân dân huyện và đạt được kết quả trên nhiều mặt hoạt động. Thông qua nội dung bản báo cáo được trình bày tại hội nghị, đã có những ý kiến phát biểu của cán bộ, hội viên nhất trí cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, còn có những đề nghị tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các trường hợp có nhu cầu vay vốn, đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, đặc biệt quan tâm đến những đối tượng là người cao tuổi, trẻ em mù, phụ nữ đơn thân đang nuôi con nhỏ, tạo cơ hội cho những hội viên đang gặp khó khăn về việc làm. Đồng thời, ban lãnh đạo hội còn nhận được sự động viên khích lệ về tinh thần từ phía các đại biểu, phát huy những kết quả đạt được, sớm triển khai kế hoạch và hoàn thành xuất sắc phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đồng thời, đồng tâm hiệp lực khắc phục những điểm còn hạn chế, phấn đấu vươn lên để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa hàng năm vào những dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Hội Người Mù huyện Ứng Hòa tổ chức tri ân công lao của những người thương binh liệt sĩ trong cuộc chiến giành độc lập bảo vệ Tổ quốc. Tại hội nghị nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2021, huyện hội đã trao tặng 4 suất quà cho hội viên là thương binh, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sĩ, mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Thu Hương. Tin hoạt động của Hội Người Mù quận Ba Đình, sáng ngày 15 tháng 7, tại số 42 phố Phạm Hồng Thái, Hội Người Mù quận Ba Đình đã tổ chức kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2021. Với truyền thống biết ơn và uống nước nhớ nguồn, hội đã trao quà tri ân tới các thương bệnh binh của hội. Đồng thời, hội đã trao hỗ trợ cho 100% hội viên với mỗi hội viên 500.000 đồng để giảm bớt khó khăn do dịch bệnh COVID kéo dài. Những món quà nhỏ nhưng chứa đầy tình yêu thương của tổ chức hội đến với hội viên. Kinh Khanh. Tin hoạt động của Hội Người Mù Tây Hồ. Một số hoạt động trong tháng 7 năm 2021. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện sự chỉ đạo chung của các cấp chính quyền, trong thời gian qua, Hội Người Mù Tây Hồ cũng phải điều chỉnh các hoạt động hội cho phù hợp. Thay vì tổ chức các hoạt động tập thể đông người, Thường trực Quận Hội đã phân công cán bộ tăng cường đi xuống các địa bàn, các phường nhằm nắm bắt tình hình đời sống hội viên, khảo sát hội viên mới, phổ biến tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và các hoạt động của các cấp hội trên phạm vi toàn thành phố. Kết quả là kết nạp được 2 hội viên mới, 17 và 18 tuổi tại 2 phường Quảng An và Phú Thượng, lên danh sách 6 trẻ khiếm thị đang học tập tại trường Nguyễn Đình Chiểu để đưa vào diện chăm sóc trong thời gian tới. Nhân dịp 27 tháng 7, trực tiếp đến tận các gia đình thăm hỏi và tặng quà động viên cho 6 đồng chí, thương bệnh binh và gia đình có công với đất nước, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng bằng tiền mặt và hiện vật. Được sự giúp đỡ chia sẻ của Hội Người Mù Hoài Đức, nhận và chuyển đến tận tay hội viên 20 chiếc radio nhằm giúp đỡ hội viên có thêm phương tiện kịp thời nắm bắt tin tức trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Ngoài ra, quận hội thường xuyên theo dõi sát tình hình chung để có thể nhanh chóng đưa các hoạt động hội trở lại bình thường, nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở dịch vụ tẩm quất khi điều kiện cho phép.
Mai Hồng. Tin hoạt động của Hội Người Mù quận Hà Đông nỗ lực tạo việc làm cho người khiếm thị trong mùa dịch COVID-19. Đợt dịch COVID-19 thứ tư đã khiến người lao động nói chung và người khuyết tật nói riêng bị mất việc làm. Đợt dịch bệnh bùng phát này đã khiến cho cuộc sống của người lao động trở nên vô cùng khó khăn. Người bình thường đã vậy, cuộc sống mưu sinh của người khuyết tật càng thêm trăm bề khó khăn. Trước ảnh hưởng tiêu cực đó, Hội Người Mù quận Hà Đông đã nỗ lực tìm cách để cuộc sống của những người lao động sản xuất trong hội giảm bớt khó khăn. Hội đã cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông và Hội Liên hiệp Phụ nữ tại các phường kêu gọi vận động chị em phụ nữ tiêu thụ giúp 964 chiếc chổi chít và 933 gói tam giang do người khiếm thị Hà Đông sản xuất ra. Đây là việc làm vô cùng ý nghĩa, thiết thực và kịp thời giúp cho người khiếm thị Hà Đông vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần giữ việc làm, tạo thu nhập cho người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng. Nguyễn Thúy. Và cuối cùng là trùng tin hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ của các đơn vị Đông Anh, Phúc Thọ, Sóc Sơn và Mỹ Đức. Hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa cùng nhân dân thủ đô và cả nước, tri ân những người có công với nước trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, sáng ngày 15 tháng 7 vừa qua, Hội Người Mù huyện Đông Anh đã tổ chức họp mặt thân mật và tặng quà cho các hội viên thuộc diện gia đình chính sách gồm thương binh, bệnh binh và nạn nhân chất độc da cam. Trong buổi họp mặt, Thường trực Hội đã trao 14 suất quà bao gồm một chiếc đài, một phong bao lì xì 200.000 đồng cho các hội viên thuộc diện chính sách với tổng giá trị là 7 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên, giàu tính nhân văn, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, uống nước nhớ nguồn của tổ chức hội với những hội viên và gia đình hội viên đã hy sinh vì nền độc lập tự do của đất nước. Cũng trong tháng 7, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2021, ngày 22 tháng 7 2021, Ban chấp hành Hội Người Mù huyện Phúc Thọ đã tặng quà cho 5 hội viên là thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ mỗi suất quà trị giá 250.000 đồng. Đây là hoạt động thường niên của đơn vị nhằm động viên những đối tượng có công và khơi dậy phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ cùng với truyền thống cách mạng của gia đình liệt sĩ trong việc đóng góp vào sự phát triển của tổ chức hội và góp phần xây dựng quê hương ngày một văn minh, giàu đẹp. Hoạt động tri ân của huyện hội trong thời gian đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng lớn đến đời sống mọi tầng lớp nhân dân. Chắc chắn đây sẽ là nguồn cổ vũ, động viên mang nhiều ý nghĩa giúp các bác thương binh và gia đình vững tâm vượt qua dịch bệnh. Đàm Quyết Tiến, Hội Người Mù huyện Phúc Thọ. Sáng ngày 23 tháng 7 2021, Hội Người Mù huyện Sóc Sơn tặng quà tri ân tới các bác hội viên là thương bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Đồng chí Đào Văn Cường, Chủ tịch huyện hội, đại diện cho Ban chấp hành đã gửi lời thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự cống hiến, hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ và các bác là thương bệnh binh, gia đình chính sách, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, cũng như thể hiện truyền thống đạo lý, uống nước nhớ nguồn, cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Nguyễn Thị Cánh, Hội Người Mù Sóc Sơn. Hội Người Mù quận Hà Đông tri ân tới các đồng chí thương, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sĩ. Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2021, sáng thứ Sáu ngày 23 tháng 7 2021, Hội Người Mù quận Hà Đông đã phối hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ quận, cùng Đại úy Trần Anh Tuấn đã trao những món quà tri ân tới các đồng chí hội viên là thương bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sĩ. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp và thực hiện chỉ thị số 15 về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ, Ban chấp hành quận hội đã cử các đồng chí chi hội trưởng tới thăm hỏi và tặng quà tri ân tới các bác hội viên là thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ của hội. Đây là hoạt động ý nghĩa,
nhằm ghi nhớ và tri ân tới các đồng chí thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ. Qua đó, khơi dậy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Chiều cùng ngày, 20 suất quà cũng đã được các chi hội trưởng chuyển đến từng nhà cho các bác hội viên cao tuổi và một số hội viên làm nghề thủ công và nghề tẩm quất bị mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Phần quà là những vật dụng thiết yếu bao gồm gạo, mì, nên kịp thời cho một số hội viên thêm ấm lòng. Nguyễn Thúy. Cũng trong tháng 7, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội Người mù huyện Mỹ Đức đã trao tặng 6 suất quà cho 6 hội viên là đối tượng chính sách như thương binh, thân nhân liệt sĩ của hội, mỗi suất quà là 200.000 đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng thể hiện tình cảm và truyền thống uống nước nhớ nguồn của tổ chức hội dành cho các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu giành độc lập cho dân tộc. Do thời gian này, huyện nhà phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 để đảm bảo phòng chống dịch nên hội đã hỏi thăm và gửi quà gián tiếp để đảm bảo an toàn. Hội viên được nhận quà rất phấn khởi trước sự quan tâm của tổ chức hội. Mỹ Đức, 27 tháng 7, Nguyễn Ngọc Nhuận.